Dạ, Bích Hương xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị các bạn. Thì nay nhà Hương thu hoạch lúa rồi. Thì 3 tháng trời chỉ mong được có ngày này thôi à. Thì giờ Hương soạn bao, Hương đếm bao. Để tí nữa mình đưa cho máy cắt á, người ta sẽ đựng lúa vô đây nè. Rồi, mấy năm trước làm lúa thì cực chứ mấy năm nay làm lúa cũng khỏe rồi. Chỉ mình soạn bao rồi mình soạn dây, mình kiểm bao được bao nhiêu bao rồi mình đưa cho người ta là người ta tự cắt rồi người ta chở lúa vô tới nhà thôi à. À, mấy cái bao này chuẩn bị mấy cái bao bự bự kìa. Lúa mùa này thì thấy nó trúng đỡ đỡ hơn là cái mẹ ơi, cái vụ này vụ đông xuân á mẹ. À, vụ đông xuân là trúng hơn là vụ hè thu. Hè thu thì ba cái nước nó về đó, rồi mưa gió mình bơm rồi bị ốc cắn này kia chết đó, nên là lúa lúc nào nó cũng thắt hơn là cái mùa lúa đông xuân này. Cái bao được mùa này là bao bự chà bá lửa luôn nè, một bao này chắc tầm khoảng 50 mấy ký. Ôi cha ghi tên luôn nè. Chín ai ghi nè, ghi để chín nè, chữ chín và ba lửa luôn. Mình ghi vậy để dễ kiểm bao, không có bị lộn bao. Thì Hương buộc một sắp gì là 10 bao nè, mình dễ kiểm. Này. Này nãy giờ hai sắp này là 20 bao. Đó, người ta cắt tới trên đầu trên đó chút xíu nữa là người ta xuống tới mấy ruộng của mình nè. Ây da. Cái này á là mình mua về nó nguyên một cái trái chỉ, một cái cuộn như nè. Cái mình tháo ra, mình sắp, mình cắt vừa khoảng cuộc dây á là khoảng chừng khoảng 2 gang mấy tay á là mình buộc được bao lúa rồi. Mình kiểm dây với cái số bao cho nó dư dư. Mình buộc một bó như nè. Thì nhà Hương được 4 công ruộng. 4 công ruộng thì mình sẽ thủ 100 mấy bao và 100 mấy cọng dây. Thì sáng giờ bắt cá, rồi trưa nay thì máy lại cắt lúa. Thì giờ gia đình của Hương sẽ chuẩn bị ăn cơm trưa để chút nữa đi ra ruộng. Cơm cứng nhá. Được chưa, đủ chưa? Cơm. Thôi cơm nè. Thôi luôn rồi đi. Dạ Hương mời cô chú anh chị các bạn cùng ăn bữa cơm trưa với gia đình Hương nha. Ăn nặng mọi người ra đồng nữa. Rồi dạ ăn thôi. Sáng giờ nó bụng rồi. Rồi bà con mình dùng cơm trưa với mình nha. Bao lâu vậy tử? Uống vô mơ không nè. Quên dẫn đứt chó vậy. Này có cậu Sáu còn con mà bà chưa ăn. À, cái này là dưa môn nè. À, mình nhà tự làm luôn. Còn này là thịt heo kho với cái dừa. Gọi là công xuồng. Ăn cái gì nó béo béo, nó mềm mềm á. Đó, không thức ăn vậy nè. Nay sáng mua kêu mua xưa thịt. Không có gì ăn là công xuồng. Quên nữa, nãy giờ em quên, em tưởng là cái gì hết. Bởi vì ăn mềm mềm cái gì ngộ quên là mềm béo béo á, dừa. Quên nữa, nãy giờ. Ở đó ông nội mới bay là toàn là kho dừa. Đâu có gì ăn. Giờ em quên luôn trời. Lâu lâu thèm món này nè. Với nước ăn gì mà nó ngon. Nó mềm, nó béo, nó đã rồi phải không? Cơm lắm, nãy con trộn hết chưa Hương? Chưa, thêm đi mẹ. Còn cứng hơn nữa thì nó béo hơn nữa. Cái này thì nó không mấy béo, bây giờ vừa còn tươi. Thịt heo kho công xuồng.
Bây giờ chắc đi đổ lấy rồi. Đổ lỗ hả? Ừ. Thì chứ người ta cắt những có cắt. Giờ là Hưng đi ra ruộng đưa bao cho mấy anh cắt lúa. Đủ bao chưa ta? À, con để tại đây mẹ cha chưa để đây. Đó. Dạ. Nay nhà Hưng đem nước cho mấy anh uống. Mua mấy chai nước ngọt á để uống đỡ mệt. Chú nha. Trong mà cặp mé bờ quá nên là cái máy cắt không tới hết nên mình phải cắt mình quăng vô để người ta cắt suốt mới hết. Cắt cái này đó hả cha? Sao lại này nó cắt được? Mình cắt bằng tay xong rồi cái suốt lúa rồi xong rồi tới cái muốn đốt đồng á phải đi vũ gom, mà giờ á người ta vừa cắt vừa ngủ gơ vũ gom cho mình luôn. Hồi giờ này nắng lắm luôn á, 1-2 giờ trưa cắt xong rồi, cắt bằng tay mình mới biết nỗi khổ ngày xưa của cha mẹ mình đi cắt lúa vậy nè. Trời ơi, tháng này giờ này nó nắng vậy nè, hồi mà cắt nhanh nữa mệt gì đâu nha. Giờ mình sướng hơn hơn ngày đó nhiều rồi. Hương với cha Hương cắt mấy cái lúa xót vậy nè, cặp bờ á trong đây lúng á nên là nó đi vô không được nên mình phải cắt. Ủa Trang ơi, rồi nó cắt tới đây rồi xong rồi cái làm sao mình quăng vô được nữa hả Trang? Đây Hương cũng xong một khoảng chỗ này rồi, có chút xíu vậy thôi, mình cắt hay lâu lắm mà mệt lắm luôn á, trời tại trời nắng nữa nè. Giờ là Hương ôm vô quăng vô trong đó. Đây là mấy bao lúa. Lúa này là lúa tươi, lúa ướt á. Mà giờ mình làm lúa mình cũng không có phơi cực như đó nữa. Là mình cắt vừa xong là chiều lại là ghe nó vô nó căng lúa tươi của mình luôn. Rồi mình đỡ phải hầu như là từ bây giờ làm gì cũng bằng máy móc hết trơn á, xịt thuốc cũng máy móc nè, gãi phân rồi
mình cắt lúa, mình đem lúa vô á, hồi lúc trước là phải muốn người ta giác á vô nhà, nhưng mà bây giờ người ta có cái máy kéo hết trơn rồi, một tí xíu nữa là người ta sẽ bưng lúa lên đó kéo rồi. Hôm qua cho cô chú coi thì mỗi ngày một cái tiên tiến, nhưng mà làm lúa thì nó cũng không có lời nhiều, nhưng mà do là đất ruộng mình đây thì mình cũng không biết làm gì hơn, thì chỉ biết trồng lúa thôi, tại vì phân thuốc nhiều quá rồi nó lên giá đó. Nếu mà giống như giờ giá phân giá thuốc rồi nó rẻ thì nông dân mình thì sẽ được mùa rồi được giá hơn, là không có được lời nhiều. Mà cái này phân thuốc nó giá cao quá. Cái máy kéo lúa hộp mình vô. Giờ cũng xong rồi à. Mấy cái lúa theo bề bề đó Hương cũng cắt xong rồi. Giờ Hương cũng đưa bao cho người ta xong rồi. Vậy là xong rồi đó, chút xíu đó mình đi lại đằng kia người ta kéo lúa vô á. Mệt quá. Đây sắp bao, căng rồi sắp bao. Không ai đụng hàng hết trơn á. Mười ba. Mười ba kêu mẹ lại đếm tiền rồi cha thổi đếm. Dắt cho ba nè. Chú đi quay nè, dắt ba bao cho quay nè. Ủa tông. Như ba con bảy. Tôi chơi với ông này được nè, tôi xuống rút ba bao rồi nè. Ở đây có ông nào giác tình không nè, giúp tôi một chuyến ơi. Không. Ăn 50-60 năm nay ăn gì nữa. Ăn hết đi. Trời ơi, 96 bao, canh 96 bao hết. 96 bao đó. Con dâu nó đến 96 bao á, lộn gì mày. Ăn hết tôi đó. Tỷ không con, đừng tính lộn chết. Hôm trước thì chút xíu sao này mình về quen quen đây. Trời ghê vợ ba bao đúng hả? Tôi nói rồi bước lên như hải tôi bị rồi. Trời ơi. Đi đàng hoàng, đi đàng hoàng. Gắn nhau nội. Lên mà báo à. Ôi giỏi thì ghê giỏi hay giỏi. Hồi nãy có đếm lộ không? Đó lẻ ngoài mấy cái. Ba. Bốn.
5, 6, 7, 8, 9, đúng rồi, rồi. Lẻ ngoài 4 cái. 94 mà. 94 hả bà? Bắt bao, bắt bao vô, không có lúa gì đâu. Bắt bao, có lúa, mới sợ nha. Cái này là không có lúa đâu nha. Mấy anh đang nghỉ mệt để xíu nữa, mình sẽ vét nữa. Đây là lúa của thím nhà của chú Hương á, thì chú hơn nhà Hương á lại ruộng của chú nhiều hơn Hương. Bao này bao bự hơn là bao được mùa nè. To là to luôn. A D C. Đây nhà Hương á, thì hôm qua cũng đã thu hoạch lúa xong và cũng bán xong rồi. Bây giờ là Hương cầm trên tay tiền vậy nè. Thì nhà Hương chỉ có 3 công rưỡi phải không mẹ? Bà chỉ có 3 công rưỡi thôi thì bán được 4 tấn mấy không năm? 4 tấn 9 gần 5 tấn. Thì 1 ký thì nó 6.700. Lúa đúng không? Lúa có là mình bán 1 ký được 6.700 thì tổng cộng là được 32.984.000. Nhưng mà hả là tiền tiền phân hôm bữa là em trai của Hương cộng là tiền phân thuốc là nhiêu rồi Tâm? 10 triệu mà chưa tính tiền máy cắt rồi máy kéo. Thì mình trừ ra khoảng đó tầm khoảng cũng 1 triệu mấy nữa. Thì tiền mà nếu mình đắt nhà đó nha, đất nhà là mình có đất nhà là mình không phải tốn chi phí là mướn đất. Còn nếu như mà ai mà mướn đất thì với cái chi phí này thì Hương nghĩ làm không có lời đâu. Tại vì nếu mình mướn đất một công cũng tầm khoảng 2 triệu hoặc 3 triệu rồi. Thì cái số tiền mà làm lúa ra trong 3 tháng trời, 3 tháng mà mình thu hoạch 3 công mà được 30 mấy triệu thì mình trừ chi phí phân thuốc là hết 10 triệu rồi. Rồi tiền máy cắt máy kéo là hết 1 triệu mấy 2 triệu nữa. Đó thì dư lại được có mấy triệu rồi, coi như là què thôi chứ không có dư. Nhưng mà làm thì cũng cực, cũng cực khổ lắm, nhưng mà tới mà lãnh tiền thì có cầm trên tay thiệt, nhưng mà tới xong là xong rồi đó. Xong thì video của Hương á cũng xin phép dừng tại đây. Hương cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã theo dõi hết video của Hương. Hẹn gặp lại cô chú anh chị trong video tiếp theo nha. Chào tạm biệt cả nhà.